chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình. Chương 31, tóm được chỗ sơ hở dùng độc kế, ngày hôm sau, Tần Thư Giao vẫn giống như thường ngày đến Vinh Thọ Đường Thỉnh An Tần Lão Phu Nhân như trước sau đó lại ở một chỗ tán gẫu với tầng lão phu nhân chỉ là giống như nàng có tâm sự tinh thần đang ở đâu đâu ngay cả tầng lão phu nhân nói cái gì nàng cũng không có nghe rõ. trước cuộc tầng lão phu nhân phát hiện tầng thư giao bất thường nhịn không được hỏi đại a đầu cháu làm sao vậy tầng thư giao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng lão phu nhân vẻ mặt nàng hoang mang sau đó vội vàng quỳ rạp xuống đất khóc nói tổ mẫu người mau cứu cứu tam muội đi tuổi tam muội còn nhỏ như vậy, nếu như loại chuyện bê bối này bị truyền ra ngoài, vậy không biết sẽ như thế nào nữa, đến cùng là chuyện gì truyền ra ngoài, vẻ mặt tần thư giao khó xử, sau một lát do dự, rốt cục nói ra tất cả mọi chuyện. Sau khi tần lão phu nhân nghe xong tức giận cầm ly trà trong tay dùng sức nện ở trên bàn, mắng to nói, đồ không biết xấu hổ, cũng dám làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này ở trong viện nhà mình tần thư giao vội vàng đi đến trước mặt tần lão phu nhân nhẹ giọng trấn an nói tổ mẫu người cũng đừng khổ sở nói không chừng là người nọ quyến rũ muội muội câu dẫn nếu nó không có tư tưởng đó thì có thể bị quyến rũ sao tần lão phu nhân buồn bực đứng lên nói với lục ma ma đi ta ngược lại muốn nhanh chân đến xem nó lấy lá can lớn như vậy từ đâu thế nhưng không để ý thể diện tần gia làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này ngày hôm qua tần tuyết như bị kinh hãi hôm nay người còn nằm ở trên giường mê man sau khi suy nghĩ một đêm thời điểm rốt cục hạ quyết tâm đi thương lượng với ngô thị chuyện này bỗng nhiên cửa bị một trận ồn ào mở ra tần tuyết như nghe được giọng nói của tần thư giao lửa giận trong lòng càng sâu người còn chưa đi ra liền nhìn thấy tần thư giao đỡ tần lão phu nhân đi vào tần tuyết như cắn chặt hàm răng chỉ vào tần thư giao mắng to nói ngươi kẻ tiện nhân này cũng dám hãm hại ta, vẻ mặt tần thư giao ủy khuất cùng bi thương, tam muội cũng không phải ta cố ý, chỉ là dù sao ta cũng là trưởng tỷ, làm sao có thể nhìn muội mắt thêm lỗi lầm như thế nữa chứ. Tần lão phu nhân thấy tần tuyết như không hiểu quy củ như vậy, phẫn nộ quát, cái đồ nghiệp chướng này, còn không mau quỳ xuống cho ta. Hai tròng mắt tần tuyết như đỏ bừng, nàng chỉ vào tần thư giao mắng to nói, tổ mẫu, kẻ tiện nhân này, nàng là đại tỷ ngươi, ngươi một câu kẻ tiện nhân một câu kẻ tiện nhân đồ không có quy củ tần lão phu nhân quát vẻ mặt tần tuyết như ủy khuất trên mặt đều là nước mắt tổ mẫu người không biết nàng kẻ tiện nhân này đã làm chuyện gì đâu nàng tần thư giao vội vàng nói tam muội đại tỷ cũng là vì tốt cho muội mà thôi tìm ra cho ta nhìn xem trong phòng liệu có cái gì lung tung không tần lão phu nhân lạnh giọng phân phó nói giờ phút này tần tuyết như còn có chút rối loạn tổ mẫu, người lục phòng con làm chi? Tần lão phu nhân lạnh mặt ngồi ở trên ghế, phẫn nộ quát, ngươi xem ngươi bị mẫu thân ngươi dạy thành cái dạng gì rồi, toàn thân cao thấp không có một chút bộ dạng của tiểu thư khuê cát. Nếu như vụ bê bối của người bị truyền ra ngoài, tần gia chúng ta có xấu hổ hay không? Ngươi đã từng nghĩ qua bọn tỉ muội của ngươi có thể gả ra ngoài được hay không? Sau đó lại lạnh lùng nói với nha hoàng một bên, còn không nhanh tìm đại phu nhân đến xem xem nàng dạy dạng nữ nhi gì. Vẻ mặt tần tuyết như nghi hoặc, chỉ là sau khi nàng nhìn thấy lục ma ma tìm ra được một phong thư, thì rất nhanh hiểu được. Lục ma ma đưa phong thư cho tần lão phu nhân, tần lão phu nhân mở phong thư ra xem, toàn bộ đều là một số dâm thi ước ác. Sau khi bà xem xong lửa giận trong lòng càng sâu, quỳ xuống cho ta, đồ không biết xấu hổ. Tần tuyết như quay đầu khiếp sợ nhìn tần thư giao, nhất định là ngươi đặt ở trong phòng ta, kẻ tiện nhân này nói xong tần tuyết như lập tức xông lên, nhưng tần thư giao đứng ở bên người tần lão phu nhân, đám người lục ma ma nhanh tay nhanh mắt lập tức ngăn tần tuyết như lại, đồ nghiệp chướng này, vậy mà còn dám vô lễ như thế. Tất cả đều là mẫu thân ngươi dạy ngươi sao, tần thư giao cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau hai mắt, tam muội sao muội phải khổ vậy chứ? Tuy rằng tuổi muội còn nhỏ, nhưng phụ thân cũng sẽ giúp muội chọn một nhân duyên tốt sao muội lại khổ làm ra loại chuyện này chứ? Tần Tuyết như thở gấp lớn tiếng mắng, ngươi tâm miệng cho ta, đều là tiện nhân ngươi hạ độc thủ, tất cả những thứ này đều là ngươi sắp đặt, bao gồm phong thư này cũng đều là ngươi cố ý nhét vào trong phòng ta. Vẻ mặt Tần Thư giao ủy khuất, ta đã hơn nửa tháng không đến như ý biển của muội rồi. Hiện tại sự việc đã bại lộ, sao muội còn nói láo như thế? Tần lão phu nhân đen mặt, nói, quỳ xuống cho ta, đã đến nước này mà ngươi còn không biết sai biết hối cải, hiện tại còn dám trách cứ đại tỷ ngươi, nếu không phải đại tỷ ngươi kịp thời phát hiện, thanh danh của ngươi đều bị hủy hết rồi. Tần tuyết như khóc bị ấn trên mặt đất, tổ mẫu, cho dù chuyện này thật sự chỉ về phía cháu, nhưng cháu thật sự không có làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này. Giờ phút này ngô thị vội vội vàng vàng chạy tới từ bên ngoài, bà ta ở trên đường cũng nghe được tin tức, nhìn thấy nữ nhi của mình đang bị ấn trên mặt đất, mà tần lão phu nhân đen mặt, cũng vội vàng vọt tiến vào vịt một tiếng quỳ trên mặt đất, lão phu nhân, chuyện này sợ là có gì hiểu lầm rồi, tuổi như nhi còn nhỏ, nơi nào hiểu được loại chuyện này, rõ là vì tuổi nhỏ, cho nên mới càng làm ra loại chuyện hoang đường này, tần lão phu nhân cầm phong thư trong tay ném đến trong tay ngô thị, lạnh lùng nói, chính ngươi nhìn xem phong thư này, xem xem ngươi dạy dỗ được nữ nhi tốt. Ngô thị rung lẫy bẫy cầm phong thư xem cặn kẻ một lần, trong phong thư viết gì đó làm cho người ta nhìn mà mặt đỏ. Vẻ mặt bà ta khiếp sợ, ngẩng đầu hỏi, phong thư này được lấy từ chỗ nào? Con gái mình bà ta rất rõ ràng, trong lòng tần tuyết như luôn muốn gả cho đại hoàng tử mộ phượng thiên. Nếu thật là mộ phượng thiên vụng trộn đưa cho, như vậy đến lúc đó mời mộ phượng thiên đến, để mộ phượng thiên đi chỗ hoàng thượng cầu hôn, chuyện này sẽ biến mất, vậy tần tuyết như cũng không có gì tổn thất. Bà ta sợ nhất chính là phong thư này không phải là mộ phượng thiên viết, như vậy không chỉ có hỏng thanh danh Tần Tuyết Như, mà cũng làm cho mộ phượng thiên tránh lui ba thước, khiến Tần Tuyết Như đánh mất nhân duyên tốt như vậy. Mặt Tần Tuyết Như đầy nước mắt, "Nương, con thật sự không có làm, phong thư này cho tới bây giờ con vẫn chưa từng thấy." "Nương, người phải tin tưởng con. Ngô thị tự nhiên tin tưởng con gái mình, chỉ là hiện tại nhân chứng vật chứng có ở đây." muốn để tần lão phu nhân không tin, thì khó càng thêm khó, bà cắn chặt răng, cuối cùng quỳ trên mặt đất, sau đó hướng tới tần lão phu nhân khóc nói, đều là con dâu không biết cách dạy, như nhi tùy người xử trí thế nào, chỉ là chuyện này liên quan đến toàn bộ thanh danh từ trên xuống dưới của tần gia, hiện tại đại tiểu thư cũng đã 13 tuổi, đã đến tuổi nghị thân, nếu chuyện này truyền ra ngoài. Sợ là đại tiểu thư cũng tìm không được nhân duyên tốt, Nói xong lại đột nhiên chuyển hướng đánh Tần Tuyết Như một bạt tai, hung hăng mắng: "Đồ không biết xấu hổ này, trong ngày thường mẹ dạy con thế nào, chẳng lẽ con đã quên tất cả, lại làm ra loại chuyện này, con là muốn cho từ trên xuống dưới của Tần gia đều đi theo con mất mặt có phải không?" Tần Tuyết Như không nghĩ tới mình sẽ bị mẫu thân đột nhiên đánh, bỗng chốc ngây ngẩn cả người, nước mắt lại giống như vòng dây hạt trân châu bị đứt, tí tách toàn bộ đều rơi trên mặt đất. Ngô thị lại nói: Quý ma ma, mang xuống nhà đầu không biết liêm sĩ này đến xài phòng, phòng chứa củi, rồi đóng lại cho ta, ba ngày không được ăn cơm. Quý ma ma vừa nghe cũng hiểu dụng ý của ngô thị, lập tức động thủ nâng tầng tuyết như lên. Chương 32, sốt sắn khó phân biệt được người ghét, Tần lão phu nhân vốn đang muốn xử trí tầng tuyết như, nhưng nhìn thấy ngô thị đã xuống tay đánh một bạc tay, lại chủ động giam tầng tuyết như. Giờ phút này nếu bà lại xử phạt tầng tuyết như vậy có vẻ có chút nghiêm khắc cho nên tần lão phu nhân nhân tiện nói ba ngày không được ăn cơm cũng có thể miễn dù sao cũng chính là khuê nữ của ngươi hơn nữa nó lại đang ở thời điểm phát triển cơ thể vạn không thể để đói bụng sao chết một trăm lần nữ giới cho ta dừng một chút lại nói còn có nói cho lão gia biết không cần để tam nha đầu đi theo hắn vào trong cung học tập dù sao chúng ta cũng là thần tử như thế cũng kỳ quái hiện tại trong phủ chúng ta khuê nữ cũng nhiều tự mở một lớp học mỗi ngày đọc chút sách cùng nữ công mặt khác ta sẽ mời ma ma trong cung đến dạy bọn họ học một ít lễ nghi miễn cho lần sau lại làm ra loại chuyện không biết liêm sĩ này ngô thị nghe xong những lời của tần lão phu nhân nói khẽ thở ra một hơi trên mặt lại không dám có ý gì như trước vội vàng gật đầu nói vẫn là lão phu nhân nghĩ chu đáo chuyện này con dâu sẽ thương lượng với lão gia tuổi như nhi cũng lớn rồi lại đi lại trong cung quả thật có chút không thích hợp chỉ là ngô thị nhìn thoáng qua tầng thư giao nói chỉ là đại tiểu thư được trưởng công chúa hoa phượng cho phép để nàng đi phủ công chúa học tập tần lão phu nhân tự nhiên hiểu ý tứ của ngô thị bà hừ lạnh một tiếng không vui nói công chúa là nhân vật bậc nào năm ngày ngài mới dạy giao nhi một lần đoạn thời gian này thân thể ngài lại không thoải mái làm sao giao nhi dám đi quấy rầy ngài ấy Việc này ngươi nhanh chóng đi an bài, miễn để cho nha đầu kia bỏ quên học tập. Trong lòng Ngô Thị oán hận không thôi, chỉ là trước mặt cũng không dám lộ ra một chút gì. Tuổi Tần lão phu nhân lớn, lại tức giận, dù sao Tần Tuyết Như cũng thân là cháu gái của chính mình. Phạt Tần Tuyết Như xong cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi mọi người đều rời đi, Ngô Thị liền vội vàng đi xài phòng. Tần Tuyết Như nước mắt đầy mặt, nhìn thấy Ngô Thị liền oán hận nói, mẹ vì sao vừa rồi mẹ đánh con chẳng lẽ mẹ cũng tin những lời của tiện nhân kia nói vẻ mặt ngô thị đau lòng vội vàng ôm tần tuyết như vào trong ngực sao mẹ không tin con chứ chỉ là dưới tình huống vừa rồi nếu mẹ không đánh con sợ là tổ mẫu con sẽ muốn đánh trượng con lúc này tần tuyết như mới hiểu được thì ra là ngô thị tiên hạ thủ vi cường ra tay trước thì chiếm được lợi thế chỉ là nàng không cam lòng chuyện này rõ ràng chính là tần thư giao cố ý hãm hại nàng mẹ nữ nhi thật sự không có làm là đồ tiện nhân kia đều là đồ tiện nhân kia làm tần tuyết như chậm rãi nói ra chuyện xảy ra ngày hôm qua sau khi ngô thị nghe xong vẻ mặt khiếp sợ vội vàng nói sao con không nói sớm chuyện này nếu nói sớm một chút hiện tại cũng không đến mức như thế này mặt tần tuyết như đỏ bừng hai tròng mắt cũng phủ kín nước mắt trong suốt dù sao nữ nhi cũng là một cô nương loại chuyện này con khó có thể mở miệng ngô thị cũng hiểu tần tuyết như là một cô nương chưa xuất giá gặp loại chuyện này khó tránh khỏi trong lòng hoang mang rối rắm không biết nên làm thế nào cho phải chỉ sợ chuyện này còn chưa có xong đâu ngô thị thở dài một tiếng đợi lát nữa cha con bãi triều trở về nếu biết chỉ sợ cũng muốn phạt tần tuyết như nghe vậy sắc mặt tái nhợt chúng ta nên làm cái gì bây giờ ngô thị nắm tay tần tuyết như trấn an nói con không cần sợ, còn có mẹ ở đây. Chỉ khổ con của mẹ, chịu chút ủy khuất, sau khi Tần Lương bãi triều trở về, nghe nói chuyện của Tần Tuyết Như, quả nhiên vô cùng lo lắng vọt tới bên trong sài phòng. Nhưng vừa mở cửa sài phòng liền nhìn thấy Tần Tuyết Như tóc tai bù xù, y phục trên người cũng rối loạn bẩn thỉu, thân thể bị trói. Trên mặt còn có dấu năm ngón tay rõ ràng, xem ra vừa rồi vừa bị phạt, dù sao cũng là thương từ nhỏ tới lớn, vừa thấy bộ dạng của tần tuyết như như vậy lửa giận trong lòng tần lương cũng giảm đi năm phần ông lạnh mặt nói với một bà tử bên cạnh đây là có chuyện gì hồi lão gia đại phu nhân nói tam tiểu thư phạm phải sai lầm lớn tuy rằng lão phu nhân đau lòng tam tiểu thư không đành lòng trách phạt ngài ấy nhưng đại phu nhân lại nói tam tiểu thư phạm phải sai lầm lớn không thể cứ dễ dàng như vậy cho nên đánh tam tiểu thư mười bạt tai lại sai người trói tam tiểu thư lên để ngài ấy tự suy xét lại mình thật tốt tần lương nghe xong lời này một chút oán hận với ngô thị cũng ít đi vài phần trong lòng đã có chút trách cứ bà xuống tay quá nặng cởi trói cho tam tiểu thư tần lương đến gần sài phòng lạnh mặt nhìn tần tuyết như hỏi con nói một chút người nọ là ai tần tuyết như quỳ gối trước mặt tần lương khóc nói nữ nhi thật sự không biết ngày hôm qua con tản bộ ở bên cạnh hồ sen đến tối con cảm thấy thời tiết oi bức liền bảo Ngọc Bích trở về lấy cây quạt. Nhưng Ngọc Bích đi không bao lâu thì bỗng nhiên có người vọt ra. Nói tới đây Tần Tuyết như khóc càng thêm thê lương, nàng vụng trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Lương, thấy ông lạnh mặt, nàng cũng biết là còn đang tức giận. Sau một lúc lâu lại nói, "Hôm nay buổi sáng đại tỷ cùng tổ mẫu đến phòng con tìm này nọ." Nàng quỳ đến bên người Tần Lương, khóc nói, "Phụ thân, người phải tin tưởng nữ nhi." trong ngày thường nữ nhi có chút kiêu căng nhưng cũng sẽ không thể làm ra loại chuyện hạ tiện này tần lương cao mày ông bắt đầu có chút hoài nghi nhưng nhân chứng vật chứng có ở đó hơn nữa vì sao ngày hôm qua gặp thích khách không nhanh chóng cầu cứu tần tuyết như thấy vẻ mặt tần lương vẫn còn nghi ngờ lại nói tuổi nữ nhi nhỏ lại chưa từng gặp qua loại chuyện này sợ hãi truyền ra thanh danh sẽ có vết bẩn cho nên mới không dám đi nói với mẫu thân Nhìn thấy nữ nhi mình yêu thương nhất bỉ khuất và đáng thương như vậy, Tần Lương thật sự tin vài phần. Ông đỡ Tần Tuyết như đứng lên, nhẹ giọng nói, chuyện này ta sẽ ra xét kỹ càng, trước hết con nên ở bên trong như ý uyển vài ngày, nghỉ ngơi cho tốt. Nghe được lời nói thân thiết như vậy của Tần Lương, Tần Tuyết như mới thả lỏng, đau đớn trên mặt giống như cũng ít vài phần. Tần Thư giao luôn ở trong hình hương viện chờ tin tức nghe nói sau khi tần lương hỏi quá trình chuyện này liền thả tần tuyết như về trong lòng oán hận một trận kiếp trước nàng cũng từng chịu khuất nhục như vậy còn kém một chút mất trong sạch mà người phía sau màn sai sử chính là hai người ngô thị và tần tuyết như lần đó tần thư giao bị ngô thị hãm hại bị ngô nhược xuyến uống say khinh bạc lại bị ngô nhược xuyến nói là tần thư giao chủ động quyến rũ hắn nhưng tần lương lại không hỏi một tiếng trực tiếp đánh tần thư giao hai bạc tai sau đó nhốt tần thư giao ở trong phòng ba tháng không cho phép ra khỏi cửa kiếp này chẳng qua là nàng dùng phương pháp đồng dạng hãm hại tần tuyết như nhưng nếu không phải có uy nghiêm của tần lão phu nhân sao ngô thị sẽ nhốt tần tuyết như vào bên trong sài phòng mà sau khi tần lương biết chuyện này vậy mà ngay cả phạt cũng không phạt trực tiếp sai người đưa người về trong phòng nghỉ ngơi chưa từng giam cầm hóa ra tần lương thiên vị như vậy nếu kiếp này bản thân gặp phải loại chuyện này tuyệt đối Tần Lương sẽ không dễ dàng buông tha nàng như vậy. Tần Thư Giao gắt gao nắm chặt nắm tay, oán hận trong lòng cũng trở nên càng sâu. Nàng hao hết tâm tư muốn cho Tần Lương chán ghét Tần Tuyết Như, không nghĩ tới Tần Lương vẫn yêu thương Tần Tuyết Như vạn phần như trước. Tiểu Thư, người làm sao vậy? Tỉnh Nguyệt rót cho Tần Thư Giao một ly trà, thấy sắc mặt nàng có chút khó coi, nhìn không được hỏi. Chương 33, sử dụng khổ nhục kế miễn trừng phạt. Tần Thư Giao lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tỉnh Nguyệt, khóe miệng nâng lên một chút cười nhạo, nếu là ta gặp phải loại chuyện này, phụ thân cũng sẽ như vậy với ta hay không? Tỉnh Nguyệt nhất thời có chút không rõ, sững sờ nhìn Tần Thư Giao. Tần Thư Giao thấy bộ dạng nàng như thế, liền biết nàng không biết chuyện gì. Cho nên vẫy vẫy tay nói, thôi, không đề cập tới việc này. Chỗ trà hương thế nào rồi? Tỉnh Nguyệt nhẹ giọng nói, ban nãy nàng ta đi tiêu tương uyển sợ là lần này đại phu nhân sẽ không dễ dàng buông tha tiểu thư như vậy tần thư giao cười lạnh một tiếng ta chỉ lo bà ta án binh bất động tĩnh nguyệt luôn cảm thấy trong khoảng thời gian này tần thư giao thay đổi quá lớn nàng cũng không biết thay đổi như vậy là tốt hay xấu chỉ có thể hơi hơi cho mày cúi đầu không nói chuyện ngày mai đi phủ công chúa ngươi đi chuẩn bị một vài thứ miễn cho lần đầu tới mà đã thất lễ vừa rồi phủ công chúa đã phái người đưa danh thiếp, nói là trưởng công chúa Hoa Phượng đã lành bệnh, bảo nàng ngày mai có thể đến phủ công chúa học tập. Tần Thư Giao đã sớm ngóng trong một ngày này, chỉ cần bản thân có thể mượn sức trưởng công chúa Hoa Phượng, như vậy đám người ngô thị càng không dám làm ra những hành động thiếu suy nghĩ với nàng. Tỉnh Nguyệt gật đầu lên tiếng đúng vậy, liền lui xuống. Cùng lúc đó ở tiêu tương uyển, ngô thị ngồi ở ghế thái sư chạm hoa đỏ thẫm, một đôi mắt sắc bén nhìn về phía trà hương trà hương quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên nhìn ngô thị ngô thị hừ lạnh một tiếng lá gan của nó càng lớn cũng dám dùng độc kế như vậy trà hương cúi đầu không dám nói lời nào nghe nói ngày mai nó muốn đi phủ trưởng công chúa có nhân vật như công chúa làm sư phụ nó về sau nó càng thêm không kiên nể gì nữa quý ma ma đứng ở một bên rót cho ngô thị một ly trà nóng sau đó nhẹ giọng nói phu nhân không thể sốt ruột, nàng ta chỉ là một nha đầu 13 tuổi, chúng ta tự có biện pháp đối phó, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp." Ngô thị cầm lấy ly trà sứ men xanh, khẽ thổi thổi, sau đó lại chậm rãi uống một ngụm, "Quý ma ma cười nói, hiện tại chẳng qua là nàng ta ỷ vào sự yêu thương của lão phu nhân, lão gia luôn lạnh nhạt với nàng ta. Vả lại lão nô nghe nói lúc trước vị kia có cảm tình không tốt với lão gia." lúc trước nhà mẹ đẻ của vị kia cũng là người đức cao vọng trọng lúc đầu vị kia bởi vì tự cho mình có thân phận tôn quý náo loạn không ít gây mâu thuẫn với lão gia chính là sau này đắc tội quyền quý cho nên bị miễn đi chức quan vị kia mới động thai khí sau đó mới có thể rong huyết quý ma ma thấy ngô thị nghiêm túc nghe lại nói tiếp diễn đàn lê quý đôn hiện tại ngoại tổ mẫu của đại tiểu thư sống ở cửa ngõ yến hồ kinh thành ngày qua ngày cũng là túng thiếu dưới gối còn có một tôn tử cần bà ta nuôi lão nô nghe nói ngày trước bà ta tới tìm đại tiểu thư nhưng đại tiểu thư đều tránh không gặp đây chính là đại đại bất hiếu nếu chúng ta ngô thị lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của quý ma ma bà ta nở nụ cười ngoan độc cũng là ngươi có biện pháp nói xong lại nhìn về phía trà hương nói ngươi hiểu nên làm như thế nào rồi chứ trà hương đã đi theo ngô thị từ nhỏ tự nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của bà ta vội vàng dập đầu nói, nô tỳ hiểu rõ, nếu lần này ngươi lại phạm sai lầm gì, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Ngô thị cười lạnh nói, trà hương lạnh run một cái, nàng cúi đầu không dám nói thêm một câu, ngày hôm sau, tần thư giao mặc một thân y phục màu sắc phối hợp, màu sắc của áo một mạc, dùng ngân tuyến tỉ mỉ theo thành hoa văn hoa sen, bị ánh mặt trời chiếu lên ngân quang lóe ra, làm nổi bật lên mặt như bạch ngọc, mắt như thu thủy, làng nước bên dưới là cái váy màu trân châu, giống như hoa sen trong nước. Trên đầu tóc Lưu Vân Kế là một bộ trâm cài ngọc hồ điệp chạm hoa lan, còn có mấy đóa thạch anh tím sâu thành vòng hoa, trên tay đeo một đôi khuyên tai ngọc bích hình dạng dọc nước, theo bước nhẹ nhàng lay động. Tiểu thư, hôm nay người trang điểm thật sự là đẹp mắt. Ngụy tử cười nói, tần thư giao cũng nhìn nhìn trong gương đồng, sau khi cảm thấy không có gì không ổn, mới đứng lên nói, đi thôi, nếu chậm trễ có lẽ không tốt từ lần yến hội trước đã qua hơn nửa tháng, nếu không phải bởi vì trưởng công chúa Hoa Phượng vừa đúng lúc sinh bệnh, nàng đã sớm được mời đi phủ công chúa. Ngụy tử thấy tần thư giao lạnh nhạt với nàng, không khỏi biểu môi, tỉnh nguyệt mẫu mực mang theo một hộp đựng thức ăn làm từ gỗ cây hồi, nói, xe ngựa đều đã chuẩn bị tốt rồi. Tần thư giao hơi hơi vuốt cầm, sau đó mang theo hai người tỉnh nguyệt và ngụy tử đi ra khỏi hình hương viện. Trong viện cũng để lại hai người trà hương và lục trúc, trà hương là người ngô thị hôm qua nàng ta còn đặc biệt vụn trộn đi tiêu tương uyển một chuyến nghĩ đến ngô thị đã nghĩ ra chiêu gì đó đối phó tần thư giao cho nên không bằng tần thư giao giữ trà hương lại ở trong viện tiếp đó bảo lục trúc giám thị hành tung của nàng ta từ tần phủ đến phủ công chúa không xa chỉ thời gian một nén nhang liền đến phủ công chúa ngoài cửa đã sớm có người chờ nhìn thấy tần thư giao xuống xe ngựa liền vội vàng đi qua đón công chúa đặc biệt bảo nô tỳ chờ ở chỗ này. Tần thư giao không người, cười nói, xem ra là ta đến chậm, thị nữ kia vội vàng né tránh, sau đó lại cúi người thi lễ với tần thư giao, tần cô nương khách khí, công chúa cũng vừa mới rời giường mà thôi. Tần thư giao nghe vậy khẽ thở ra một hơi, vừa rồi nàng còn tưởng rằng mình đến trễ nữa, thị nữ kia dẫn tần thư giao vào phủ. Lần trước Tần Thư Giao đã tới làm khách trong phủ, chỉ là chỉ tới bên trong hoa viên, không có đi tới địa phương khác. Hôm nay được người thị nữ này dẫn đường, mới phát hiện hóa ra phủ công chúa to lớn như thế, hơn nữa cảnh sắc tuyệt đẹp. Đến một cái cổng vòng hình bán nguyệt, liền nhìn thấy trưởng công chúa hoa phượng mặc một thân lụa mỏng màu lam sắc trên tay áo có hoa văn tranh hoa điểu, bên dưới là váy màu hoa bách hợp trắng thuần. Trên đầu búi tóc cao kế cài một đôi trâm như ý bạch ngọc kết hợp khảm hồng sang hô với hạt châu, có vẻ đoan trang mà lại thanh lịch, bà nằm nghiêng ở trên giường quý phi, nhìn thấy tần thư giao đi vào vươn tay ra thị nữ đứng ở một bên cung kính đi qua nhẹ nhàng đỡ trưởng công chúa hoa phượng đứng lên tần thư giao đi đến trước mặt bà cuối người thi lễ nhẹ giọng nói công chúa vạn phúc sau đó lại cầm lấy hộp đựng thức ăn được làm từ gỗ cây hồi từ trong tay tỉnh nguyệt cười nói dân nữ biết ở nơi này công chúa không thiếu thức ăn gì chỉ là dân nữ nghe nói công chúa thích nhất bánh dứa cho nên hôm nay đặc biệt dậy thật sớm tự mình xuống bếp làm bánh dứa cho công chúa. Hy vọng công chúa thích, trưởng công chúa Hoa Phượng nhẹ giọng cười nói, không cần nhiều lễ như vậy. Nói xong liền kéo tay Tần Thư Giao, nói, không nghĩ tới ngươi vẫn có lòng, còn biết bản công chúa yêu thích. Sau đó tháo một đôi vòng tay vàng rồng bản trên tay xuống, đưa cho Tần Thư Giao, cái này xem như lễ gặp mặt. Tần Thư Giao nhận vào trong tay, lại hạ thấp người, nói, đa tạ công chúa, kỳ thực ngươi tới chỗ này, bản công chúa cũng không dạy được cho ngươi cái gì. Chẳng qua là muốn tìm một người giải sầu mà thôi. Trưởng công chúa Hoa Phượng lôi kéo tay Tần Thư Giao, chậm rãi đi về phía Hoa Viên. Chương 34, ngõ nhỏ ngẫu nhiên gặp trong lòng hoang mang, Tần Thư Giao không có khẩn trương, cũng không có kích động, trên mặt đều luôn mang theo một chút ý cười nhàn nhạt. Trưởng công chúa Hoa Phượng thấy nàng như thế, trong lòng càng hài lòng, ngươi có biết vì sao bản công chúa cố tình lưu ngươi lại không? kỳ thực điểm này tần thư giao cũng cảm thấy thật nghi hoặc lúc trước tuy rằng lúc vừa mới bắt đầu nàng múa tốt nhưng sau đó bởi vì thất thần mà té ngã để lại một vết đen trên điệu múa kia trưởng công chúa hoa phượng thấy tần thư giao lắc đầu vừa cười nói ngươi không biết cũng không sao chỉ là về sau năm ngày mỗi lần thì đến trong phủ bản công chúa một chuyến không đợi tần thư giao đáp lời trưởng công chúa hoa phượng lại nói hôm nay trước hết bản công chúa dạy ngươi đánh đàn nói xong liền nói với nha hoàng vừa rồi dẫn đường cho tần thư giao đại cầm ngươi đi lấy đàn tới đây đại cầm cúi người thi lễ đáp lại một tiếng vâng liền mang theo hai nha hoàng lui xuống cùng với việc nói đi theo trưởng công chúa hoa phượng học tập còn không bằng nói là giải sầu cùng trưởng công chúa hoa phượng chỉ là tần thư giao không rõ vì sao bà phải dùng phương thức này để giải sầu tuy rằng chồng của bà đi sớm bản thân cũng không có một nam hay một nữ không có con nhưng bà thân là công chúa muốn có một đứa con nhận làm thừa con tự thì rất đơn giản chỉ là mấy vấn đề này tần thư giao cũng không dám hỏi chỉ có thể luôn dè dặt cẩn trọng tán gẫu cùng trưởng công chúa hoa phượng thỉnh thoảng lại thỉnh giáo một ít vấn đề thời gian trôi qua chỉ mới nửa canh giờ thời gian buổi sáng ấn tượng của trưởng công chúa hoa phượng với tần thư giao cũng càng ngày càng tốt tần thư giao cũng thường chọn vài câu dễ nghe nói đùa với trưởng công chúa hoa phượng trưởng công chúa Hoa Phượng giữ Tần Thư Giao lại dùng bữa trưa, sau đó mới sai người đưa Tần Thư Giao rời khỏi phủ, rời khỏi phủ công chúa, Tần Thư Giao liền lên xe ngựa trở về Tần Phủ, nhưng mới đi được một nửa xe liền ngừng lại, Tần Thư Giao nhấc màn xe lên hỏi, làm sao vậy? Sa Phu quay đầu lại nhíu mày nói, phía trước có người làm tan sự, cả con đường đều chật kín. Thật ra Tần Thư Giao cũng không gấp, chỉ là đợi ở trong xe cũng cảm thấy có chút khó chịu, lại hỏi, có đường đi khác không? Sa Phu chỉ vào đường nhỏ cách đó không xa nói, chỗ kia có thể đi, chỉ là xe ngựa không vào được. Tần Thư Giao để tỉnh Nguyệt đỡ nàng xuống xe ngựa, nói với Sa Phu, ta đi đường nhỏ trước, đợi lát nữa chính ngươi trở về. Nói xong liền mang theo hai người tỉnh Nguyệt và Ngụy Tử đi vào đường nhỏ Sa Phu chỉ kia. Tần Thư Giao cũng không phải thật sự vội vã trở về, chỉ là muốn thuận tiện giải sầu mà thôi. Ngõ nhỏ vắng vẻ, xuyên qua ngõ nhỏ này là đến ngã tư đường lại đi một đoạn đường liền đến tầng phủ tầng thư giao đi vào cửa ngõ trong ngày thường ngõ nhỏ này có rất ít người đi lại cho nên dọc theo đường đi cũng thật yên tĩnh chỉ là mới vừa đi vào lập tức nghe được tiếng thở dốc thật nhỏ của một nữ tử sắc mặt tầng thư giao ửng đỏ nàng tất nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra giờ phút này có chút ảo não bản thân không nên vội vàng đi đường này như vậy nàng bước nhanh chân tiếp tục đi về phía trước mà lúc này lại vang lên giọng nói của một gã nam tử trong khoảng thời gian này hắn thường đi chỗ nàng không nữ tử gắt giọng thế nào ước gì đưa ta cho hắn rồi hả sao ta bỏ được chứ chỉ là nếu nàng làm cho hắn vui mừng cũng có lợi cho nàng mà kế tiếp lại vang tiếng nữ tử thở dốc dù hai người tỉnh nguyệt và ngụy tử chưa trải việc đời nhưng dù sao tuổi cũng lớn cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra trên mặt đều đỏ bừng chỉ là nghe đến đó tần thư giao lại nhịn không được thả chậm bước chân, giọng nói của nam tử này nàng vĩnh viễn sẽ không quên, chỉ là không nghĩ tới hóa ra giờ phút này bọn họ cũng đã biết nhau, chẳng lẽ một màn gặp ngẫu nhiên ở kiếp trước cũng là bọn hắn sớm sắp đặt, ngụy tử cao mày nhỏ giọng mắng một câu, thật không biết xấu hổ, ba ngày ban mặt lại ở trong này làm ra loại chuyện này. Tần thư giao muốn quát bảo ngưng lại nhưng đã không còn kịp rồi, nàng vốn đang muốn lại lưu lại một lát, muốn nghe xem cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, nhưng bị ngụy tử nháo như vậy, bản thân chỉ có thể chạy nhanh mang theo hai người ngụy tử và tỉnh nguyệt xuyên qua cửa ngõ. Hai người nam nữ kia nghe được âm thanh lập tức ngừng lại, tình họa vội vàng mặc quần áo lại, hàng thế quân lập tức ló đầu ra, lại nhìn thấy ba cái bóng lưng nhỏ nhắn, mà trong đó có một nữ tử ăn mặc như nha hoàng còn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cả người hàng thế quân nấp ở một nơi bí mật gần đó, ngụy tử chưa nhìn thấy, nhưng mà hàng thế quân lại thấy rõ diện mạo ngụy tử. Sau khi tình họa mặc y phục vào, vội vàng hỏi, là ai? Hàng thế quân cao mày, nói, là đại tiểu thư tần gia. Tình họa cũng đã gặp qua tần thư giao, nàng nhíu hai hàng lông mày lo lắng nói, vừa rồi những lời này nàng đều nghe được. Hừ, mặc kệ nàng nghe được hay không có nghe được đều không quan hệ, dù sao ta tự có biện pháp. Khóe miệng hàng thế quân nâng lên một thoáng cười lạnh tình họa ghen vỗ vào ngực của hắn, cắt giọng, chẳng lẽ chàng muốn cưới nàng vào cửa. Hàng thế quân ôm tình họa vào trong ngực, dùng sức xoa bầu ngực của nàng, nàng ghen tị. Tình họa rên rỉ hai tiếng, nói, chỉ là chàng một thứ xuất muốn cưới đại tiểu thư tần gia, sợ không dễ dàng như vậy đi. a, à, Chàng nhẹ chút, hàng thế quân gắt cao hôn tình họa, trong ngõ nhỏ lại truyền ra tiếng thở dốc. Sau khi tần thư giao trở lại tần phủ, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Thì ra kiếp trước rất nhiều chuyện nàng không biết, mà lúc bắt đầu tất cả đều là hàng thế quân đã sớm sắp đặt, hoặc bản thân nàng cũng là một phần trong kế hoạch của hắn. Hai người ngụy tử và tỉnh nguyệt không biết hai người trong ngõ nhỏ kia là ai, chỉ cho rằng tần thư giao một cô nương chưa lấy chồng đụng tới chuyện này, tự nhiên có chút ngượng ngùng cùng tức giận. Tần thư giao lại tỉ mỉ nhớ lại trí nhớ kiếp trước một lần, nàng nhớ được sau một năm nàng gả vào hàng gia, dương liễu nhi mới xuất hiện mà vào lúc ấy hàng thế quân đã ngồi lên vị trí hầu gia bây giờ nàng còn nhớ được rõ ràng thời điểm nàng đi chùa thắp hương đụng phải dương liễu nhi mà khi đó dương liễu nhi ngã vào nàng trên đường tần thư giao mang dương liễu nhi về trong nhà dương liễu nhi nói cho tần thư giao nghe quê hương nàng ta gặp phải ôn dịch người thân trong nhà đều đã chết chính mình chạy trốn tới kinh thành khi đó tần thư giao thật ngu dốt một lời nói dối trăm ngàn chỗ hở như vậy vậy mà nàng lại tưởng thật. Tần Thư Giao không biết trước kia Dương Liễu Nhi là một nữ tử thanh lâu, chỉ cho rằng nàng ta thật lẽ loi hiu quạng, là thế diện mạo nàng ta có vài phần tư sắc, mà dường như hàng thế quân cũng có ý với nàng ta. Vậy mà còn tự nhận hiền lương giữ Dương Liễu Nhi ở lại trong phủ, nâng nàng ta làm di nương. Chỉ là kết cục của Dương Liễu Nhi cũng không tốt hơn chính nàng, kiếp trước nàng ta trượt chân rơi xuống hồ nước, bị chết đuối hiện tại xem ra chuyện đó không phải là ngoài ý muốn, mà là hàng thế quân cố ý sắp đặt, khóe miệng tần thư giao nâng lên một thoáng cười lạnh, thì ra hàng thế quân đều lợi dụng nữ nhân để hắn thực hiện mục đích, chỉ cần nữ nhân kia không còn giá trị lợi dụng, hắn sẽ không nể tình xử lý nàng, kiếp này nàng tuyệt đối sẽ không để cho hàng thế quân như ý, nàng muốn khiến cho hàng thế quân bước sai từng bước một. Làm cho hắn vĩnh viễn không chuyển mình được, chương 35 hồi ức kiếp trước lâm gia xảy ra chuyện không may, ngày hè nóng bức, tần thư giao ngồi ở trong sân nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng mà đông đưa. Hai ngày nay gió êm sóng lặng, khiến tần thư giao có một loại ảo giác, ngô thị lại khôi phục bộ dạng hiền thê lương mẫu lúc trước, giống như hoàn toàn không biết chuyện tần tuyết như là một tay nàng sắp đặt, tần thư giao hơi cho mày lại, yên tĩnh như vậy làm cho nàng có chút lo lắng và sợ hãi. Bởi vì nàng biết, kế tiếp nhất định có âm mưu lớn hơn nữa đang chờ nàng gió khẽ phất qua thổi sợi tóc trên trán tần thư giao bay tán loạn lúc này tỉnh nguyệt vội vàng đi tới cúi thấp người nói với tần thư giao tiểu thư lâm lão phu nhân đến đây tần thư giao nghe vậy hơi cho mày lại sao bà có thể bỗng nhiên đến đây tần thư giao còn nhớ rõ lúc trước bởi vì nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện cự tuyệt lui tới với lâm lão phu nhân lâm lão phu nhân tức giận muốn đoạn tuyệt quan hệ với nàng mà kiếp trước nàng thực sự vì mình keo kiệt ích kỷ sau đó triệt để chặt đứt lui tới chỉ là sau khi tần thư giao trọng sinh muốn bù lại lỗi lầm của chính mình từng nhiều lần phái người tặng đồ cho lâm gia nhưng lâm gia không nhận còn trả lại đồ tần thư giao vội vàng đứng lên nhìn thoáng qua trà hương đứng ở một bên cảm thấy lâm lão phu nhân đến nhất định không đơn giản như vậy hiện tại bà ở đâu sợ là bây giờ lâm lão phu nhân còn ghi hận tần thư giao lúc này bỗng nhiên đến chỉ có một khả năng là lâm gia đã xảy ra chuyện dù sao tình cảm của tần lương với vợ trước không tốt lắm sau này lâm thì qua đời cũng dần dần không lui tới với lâm lão phu nhân tần thư giao còn nhớ rõ ràng lúc trước lâm lão phu nhân đã nói qua từ nay về sau tuyệt sẽ không bước vào tần gia một bước lâm lão phu nhân là lão bà tử có tính cách kiên cường ngoan cố đã nhận định thì thông thường sẽ không dễ dàng sửa đổi trừ phi lâm gia xảy ra chuyện lớn gì lâm lão phu nhân mới có thể đến tần thư giao vội vội vàng vàng chạy tới vinh thọ đường trong phòng truyền ra tiếng cười nói trong lòng tần thư giao mới thoáng thả xuống nha hoàng canh giữ ở cửa cuốn lấy rèm châu thanh thúy nói đại tiểu thư đến lời này vừa nói ra âm thanh bên trong lập tức ngừng lại tần thư giao bước đi vào thấy lâm lão phu nhân mặc một thân trường sam theo hoa văn chim anh vũ vạn phúc nửa mới nửa cũ vừa thấy sim y thì đã thấy tiền trong nhà còn chưa suy tàn, tóc búi một kiểu không loạn, lại chỉ cài một đôi trâm bạc điêu khắc đơn giản. Tần thư giao không người, nhẹ giọng nói, ngoại tổ mẫu khỏe mạnh chứ. Cũng đã lâu rồi cháu gái chưa thấy ngoại tổ mẫu, thật sự là nhớ. Lâm lão phu nhân không muốn gặp tần thư giao, lúc trước bà có việc muốn nhờ tần thư giao hỗ trợ, nhưng tần thư giao lại lấy cớ tuổi mình còn nhỏ, không chịu giúp từ đó về sau lâm lão phu nhân chưa hề đến tần phủ hơn nữa sau này tần thư giao đưa gì đó toàn bộ cũng bị lâm lão phu nhân trả về chỉ là hiện tại ngay trước mặt tần lão phu nhân lâm lão phu nhân cũng không cố ý để cho tần thư giao nhìn sắc mặt hơn nữa hôm nay đến bà thật sự có việc yêu cầu tần lão phu nhân hiện tại bà cũng nghe nói tần thư giao được tần lão phu nhân cực yêu thương cho nên tuy rằng bà không thích nhưng trên mặt vẫn lộ ra một chút cười yếu ớt Tần Thư giao thấy Lâm lão phu nhân không đáp lời, liền biết ngoại tổ mẫu còn ghi hận, chỉ là nàng cũng không để ý, dù sao thời gian cực kỳ dài, một ngày nào đó nàng sẽ làm Lâm lão phu nhân nhận nàng. Tần lão phu nhân tự nhiên cũng biết một chút việc trong đó, thấy tổ tôn hai người bọn họ có chút lạnh nhạt, liền kiếm một ít chuyện vui vẻ nói, muốn xóa bỏ không khí xấu hổ này. Chỉ là mới nói hai câu, Lâm lão phu nhân lại bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói: hôm nay ta đến cũng là bởi vì có việc gấp muốn nhờ chỉ hy vọng các ngươi không cần thấy chết không cứu tần lão phu nhân thấy lâm lão phu nhân như thế vội vàng đứng lên đi đến trước mặt lâm lão phu nhân lôi kéo tay bà vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì cứ nói đừng ngại hai nhà chúng ta vốn là hai nhà thông gia có thể hỗ trợ ta chắc chắn sẽ toàn lực có những lời này của tần lão phu nhân trái tim đang thấp thỏm của lâm lão phu nhân thoáng thả xuống bà lau nước mắt nhẹ giọng nói, hơn một tháng nữa là thi hương, mặc dù anh nhi nhà chúng ta không dám nói nhất định có thể đổ vào trong tiền tam giác, thế nhưng cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Đai, N, Giang, L, E, Cu, I, Dê con nó là đứa bé ngoan, một lòng muốn làm cho lâm gia chúng ta rạng rỡ tổ tông. Muốn gia nghiệp luận bại lúc trước bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng mà, nói tới đây lâm lão phu nhân nghẹn ngào, dừng một chút mới lại nói, nhưng hai ngày trước cũng không biết sao lại thế này, nó bỗng nhiên ốm đau không dậy nổi, chúng ta mời đại phu đến xem cũng nhìn không ra bệnh gì, cũng uống thuốc rồi nhưng không tốt lên được, Lâm gia luận bại, cũng không có bạc đi mời đại phu giỏi. Lần này đi tới cũng chính là hy vọng Tần lão phu nhân có thể ra mặt, giúp đỡ mời Phùng thái y đi xem bệnh cho anh nhi. Tần lão phu nhân nghe đến đó lập tức hiểu dụng ý Lâm lão phu nhân, bà lập tức gật đầu nói: đứa bé này ta đã gặp qua, là người có hiểu biết, vạn không thể cứ như thế bị mất tiền đồ tốt như vậy. Nói xong lại nói với lục ma ma một bên, cầm danh thiếp của ta chạy nhanh đi mời Phùng Thái Y, mời ông ấy đi lâm gia xem bệnh cho anh Nhi. Tần Thư Giao nghe đến đó cũng kinh ngạc không thôi, kiếp trước lâm anh Bách Thi Hương lần này đứng thứ năm, cách tam giác chỉ có hai bước mà thôi. Lâm gia chỉ có một mình lâm anh Bách là con nối dòng, hiện tại đúng là thời điểm đọc sách quan trọng nhất, nếu giờ phút này bỗng nhiên bị bệnh, luôn trị không hết mà nói, vậy chính là chặt đứt hy vọng từ trên xuống dưới của lâm gia. Nàng biết chuyện này nhất định là có người cố ý dở trò quỷ, kiếp trước nàng một mực yếu đuối, một mực ích kỷ. Ngô thị đối phó nàng quả thực đơn giản như dẫm lên con kiến, nhưng hiện tại ngô thị lại nhiều lần cam chịu, tần thư giao còn khiến tần tuyết như thiếu một chút đánh mất trong sạch, nếu không phải từ trên xuống dưới của tần gia kính miệng, chỉ sợ thanh danh Tần Tuyết Như đã sớm tổn hại rồi. Lâm lão phu nhân thấy Tần lão phu nhân không nói hai lời liền giúp đỡ bà mời thái y, nhất thời có chút ngượng ngùng, cái này làm sao cho phải đây, chúng ta cũng không có ngân lượng. Tần lão phu nhân lập tức vỗ tay Lâm lão phu nhân, trấn an nói, bà với ta cũng là thông gia, cần gì phải khách khí như thế, anh nhi có tiền đồ, chẳng lẽ ta có thể thấy chết không cứu sao? bởi vì lần trước lâm lão phu nhân tìm đến tầng thư giao hỗ trợ, lại bị tầng thư giao tránh không gặp, mà tình cảm của con gái bà với tầng lương không hòa thuận, cho nên đã sớm chặt đứt ý tưởng với tầng gia. Hôm nay đến bà đã sớm chuẩn bị bị nhục nhã, lại không nghĩ rằng tầng lão phu nhân không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng. Cái này hoàn toàn là ngoài dự đoán của bà. Trong lòng tầng thư giao hiểu chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, nàng và Lâm Anh Bách là biểu huynh muội, tuy rằng hồi nhỏ chẳng qua là gặp mặt qua vài lần nhưng huynh ấy cũng là trụ cột duy nhất của lâm gia nàng cũng không hy vọng lâm anh bách bởi vì chuyện này mà lầm lỡ tiền đồ ngoại tổ mẫu cháu cũng lâu rồi chưa thấy biểu ca không bằng đợi lát nữa cháu cùng ngoại tổ mẫu trở về gặp mặt biểu ca nhé lâm lão phu nhân vẫn có thành kiến với tần thư giao nghe nàng nói như vậy nhịn không được nhíu nhíu đầu mày tần thư giao biết bà không đồng ý lại nói vậy ngày mai cháu đi chùa cầu cho biểu ca cái bùa bình an, nếu biểu ca hết bệnh, cháu lại đi thăm. Tần Thư Giao nói hợp tình hợp lý, dù sao hai người cũng là biểu huynh muội, tuy rằng nam nữ khác biệt, nhưng triều đại này cũng không khắc khe gì. Nếu lâm lão phu nhân một mực cự tuyệt, vậy có chút không hợp tình người, như vậy cũng tốt, chờ thêm hai ngày nữa biểu ca cháu hết bệnh rồi lại đi cũng được. Có những lời này của lâm lão phu nhân, tần thư giao cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy, Lâm Anh Bách bỗng nhiên bệnh nặng, ốm đau không dậy nổi, sợ là chuyện này có liên quan đến ngô thị. Chỉ là không có bằng chứng cũng không nên kết luận loạn, chương 36, lão phu nhân bỏ mặt xin giúp đỡ, sau khi tiễn bước Lâm lão phu nhân, giờ đờ. L. Cô đờ tần thư giao cũng trở về hình hương viện, trong lòng nghi ngờ cũng càng ngày càng sâu, bởi vì sau khi trọng sinh, nàng càng không giống với kiếp trước, cho nên hiện tại có một số chuyện cũng thay đổi so với kiếp trước. Tần Thư Giao bảo Trà Hương đi ra ngoài, lại gọi Lục Trúc, hỏi, trước đó vài ngày, ngươi có nhìn thấy nàng ta có gì bất thường không? Lục Trúc lắc đầu nói, nô tỳ luôn nhìn chầm chầm nàng ta, chưa từng thấy nàng ta rời khỏi sân. Xảy ra chuyện khác thường tất có yêu ma quỷ quái, giờ đời L của đời Trà Hương không chỉ là người của Ngô Thị, mà nàng ta còn thân mật với ngoại viện. Thế nào đột nhiên trở nên an phận như thế? Tần Thư Giao cao mày, lại hỏi, vậy trong khoảng thời gian này nàng ta có nói qua lời nói nào khả nghi không? Lục Trúc cúi đầu trầm tư một lát, trước đó vài ngày, nô tỳ nghe nàng ta tán gẫu với tiểu nha hoàng trong viện, dường như nói về một ít chuyện của lâm gia. Quả thế, trong lòng Tần Thư Giao cười lạnh, lại tiếp tục hỏi, có phải nói ta và ngoại tổ mẫu bất hòa, bởi vì nô tỳ cách xa nên không nghe rõ, sau đó nô tỳ lại lôi kéo một tiểu nha hoàng trong đó hỏi nàng nói từng nghe nói tiểu thư bất kính bất hiếu với lâm lão phu nhân, người ghét bỏ lâm gia suy tàn, sợ dính vào thân thích như vậy. Hai tròng mắt tần thư giao hơi lạnh rung, hừ lạnh nói, nàng ta bắt đầu phát tán lời đồn, xem ra mục tiêu bọn họ chưa hẳn là biểu ca, chẳng qua là coi biểu ca thành một kiếp nổ mà thôi. Bởi vì trước đó tần thư giao từng nói qua muốn tới trong chùa Bạch Mã Tháp Hương cầu phúc cho Lâm Anh Bách, cho nên ngày hôm sau xin tần lão phu nhân và ngô thị. Tần khả cầm được nuôi ở Vinh Thọ Đường một đoạn thời gian, thịt trên người cũng thêm không ít. Nàng và Tần Minh Hy không ở cùng một chỗ, nhưng ở trong phòng cũng nghẹn hỏng rồi. Nghe nói tỷ tỷ muốn đi chùa Bạch Mã thắp hương cầu phúc cho Lâm Anh Bách, cũng lập tức muốn đi theo. Tần lão phu nhân cũng cảm thấy trong ngày thường quá gò bó, liền để Tần khả cầm đi theo Tần Thư Giao đến chùa Bạch Mã. Lại đặc biệt sắp xếp vài thị vệ và vài bà tử chắc chắn đi theo, như vậy mới yên tâm để cho bọn họ đi kinh thành cách chùa Bạch Mã không tính quá xa, chỉ một canh giờ lộ trình là đến. Tuy là cuối hè, nhưng vẫn nóng bức như trước, nơi nơi đều là cây cối xanh ung tươi tốt, luôn truyền đến tiếng kêu ve sâu và chim chóc. Hai người Tần Thư Giao và Tần Khả cầm ngồi ở trong xe ngựa, lục trúc rót cho hai người bọn họ một ly trà, lại lấy ra mấy thứ điểm tâm tinh xảo, tiểu thư, nhanh lót giả dạ trước, đến chỗ kia cũng không có chỗ ăn cơm đâu. Tần Thư Giao cười nói, trong chùa cũng có cơm bố thí, làm sao chúng ta có thể bị đói chứ, cơm bố thí thật khó ăn, tiểu thư vẫn nên ăn điểm tâm này trước đi, đợi lát nữa nô tỳ sợ các tiểu thư nhìn cơm bố thí đều không thèm ăn, cho nên mới vội vàng làm chút điểm tâm để tiểu thư lấp đầy bụng, kỳ thực cơm bố thí trong chùa bạch mã tốt hơn cơm rau dưa bình thường rất nhiều, chẳng qua là lục trúc muốn tần thư giao vui vẻ mà thôi, tần thư giao cười mắng, ngươi cái nha đầu nói nhiều này, khó trách tổ mẫu muốn đuổi ngươi đến chỗ ta. Thì ra bà cũng buồn bực ngươi, lục trúc nghe xong càng vui mừng, lão phu nhân đưa nô tỳ cho tiểu thư, chính là tới chiếu cố tiểu thư. Tiểu thư đừng cảm thấy nô tỳ phiền phức, bạch linh bên người tần khả cầm cũng nói theo, cũng là ngươi cơ trí, không giống ta là người ngu dốt. May mắn nhị tiểu thư không ghét bỏ nô tỳ, bằng không nô tỳ đã khổ não rồi, trong khoảng thời gian ngắn trong xe ngựa tiếng nói tiếng cười liên tục, như thế này tần thư giao kiếp trước trải qua rất ít, nàng nghiêm mặt nhìn sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận của tần khả cầm, cảm thấy ấy nấy thật sâu trong lòng kia rốt cuộc tan biến một ít. Sau khi đến chùa Bạch Mã, tần thư giao và tần khả cầm thắp hương cho Lâm Anh Bách, lại đi xin quẻ, đúng là quẻ tốt nhất, tuy rằng trải qua một đời, cũng biết Lâm Anh Bách sẽ trúng cử, nhưng lần này huynh ấy ốm đau không dậy nổi, tần thư giao thật sự có vài phần lo lắng, hương cháy xong, xin quẻ xong thời gian còn sớm cho nên tần thư giao muốn đi dạo trong chùa bạch mã một lát dù sao bọn họ rất ít ra ngoài đi lại thông thường đều là ở bên trong khuê phòng chính mình luyện chữ tự theo thùa tần khả cầm Thủa nhỏ thân thể yếu nhược cho nên ít ra bên ngoài đi lại lần này vẫn là lần đầu đi theo trưởng tỷ mình đi lại bên ngoài trong lòng vui mừng vạn phần nhưng lại sợ làm ra chuyện gì không ổn chuyện đến chỗ tần lão phu nhân cho nên có chút quá mức dè dặt cẩn trọng Tần Thư Giao thấy Tần Khả Cầm không thả lỏng, liền cười nói, ở địa phương phía trước không xa có một chỗ mai viên, tuy rằng hiện tại hoa mai đã rụng hết, trái cây cũng đều bị hái đi rồi, nhưng chỗ kia cảnh trí cũng không tệ, tỷ mang muội đi chỗ đó nhìn một chút nhé. Đai, N, Giang, L, E, Q, I, D, on. Tần Khả Cầm nghe xong lập tức một mực hướng tới, vội vàng gật đầu, sau đó đi theo tầng thư giao cùng đi mai viên. Tuy rằng ở bên trong chùa miếu, nhưng dù sao bọn họ cũng là nữ quyến, lại đều còn chưa lấy chồng, bên người không có trưởng bối, cho nên càng thêm cẩn thận, không chỉ có mang theo bốn nha hoàng, còn mang theo bốn bà tử, mặt khác còn hai thị vệ nữa. Lúc này cảnh sắc ở Mai Viên không phải là thời điểm đẹp nhất, chỉ là hàng loạt cây mai trồng chéo lên nhau, quanh quanh co co, cây tươi mới lá xanh, cũng là phong cảnh không tệ. Tần Thư Giao cười nói một ít chuyện thú vị đùa Tần Khả Cầm, hai người vừa nói vừa đi dọc theo đường, dù sao cũng không có hoa nở, hai người chơi một trận liền cảm thấy không thú vị. Tần Thư Giao lại nghĩ tới trong chùa Bạch Mã còn có một chỗ đủ loại hoa phù dung, lúc này đúng là mùa hoa phù dung nở. Cho nên lại mang theo Tần Khả Cầm đến phù dung viên, đến phù dung viên, quả nhiên cả vườn hoa phù dung đều nở rộ, Tần Khả Cầm nhịn không được hái được một đóa, cười nói nơi này hoa thật đẹp. Lúc này Tần Khả cầm giống như là chim chóc được tự do cất cánh như một loại vô câu vô thuốc, không có hạn chế không chịu thúc ước, chạy khắp nơi. Nhưng bỗng nhiên dưới chân vấp phải một khối tảng đá lớn, thân mình lập tức nghiêng ngã xuống đất, bởi vì Tần Thư Giao và vài nha hoàng bà tử đều cách xa, không thể kịp thời lập tức đỡ Tần Khả cầm. Đợi đến khi mọi người phản ứng đi tới, Tần Khả cầm đã ngã xuống đất, vốn là thân thể nàng không tốt, vừa vặn nơi nàng té ngã có một đám lớn đá vụn cái trán không cẩn thận đụng đến trên tảng đá tần thư dao bước lên phía trước nâng dậy sốt ruột nói sao lại thế này phải làm thế nào mới tốt đây nàng nhìn máu tươi trên trán tần khả cầm tự trách một trận nếu phá tướng về sau khó tìm thấy người tốt rồi trên người tần khả cầm cũng thật sự đau nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tần thư dao cắn chặt hàm răng an ủi nói muội không sao không cần lo lắng bạch linh chạy nhanh giúp đỡ chủ tử ngươi đi đến sương phòng trong chùa nghỉ ngơi hỏi một chút xem những hòa thượng trong chùa có kim sang dược hay không nhưng một đám người vừa mới đi ra khỏi phù dung viên bên ngoài bỗng nhiên nhảy ra một đám người áo đen bịt mặt tần thư giao nhìn thấy cảnh tượng như vậy giật nảy mình nàng gắt gao giữ chặt lấy tần thả cầm lui về phù dung viên bọn họ chỉ mang theo hai gã thị vệ còn lại đều là nha hoàng và bà tử mà đối phương lại hơn mười người hơn nữa hình như công phu đều rất cao. Phù dung viên cách chính điện chùa Bạch Mã xa nhất, hơn nữa trong ngày thường cực ít có người đi lại. Ở trong này cho dù bọn họ kêu trách cả hồng, đợi những hòa thượng trong chùa đến cứu người, bọn họ cũng đã sớm bị những người áo đen này xử lý rồi. Tần thư giao kinh hoảng một trận, lại ảo não bản thân không nên hành động theo cảm tính, còn mang theo tần khả cầm đến chỗ này ngắm cảnh chương 37, trong chùa gặp chuyện nguy hiểm khó thoát khỏi bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau, chỉ là hai thị vệ không chống chọi được bao lâu, sợ là những người áo đen đó rất nhanh sẽ xông vào. Trong chốc lát Tần Thư Giao không biết nên làm thế nào cho phải, mà lúc này Bạch Linh lại bỗng nhiên nói với Tần Khả Cầm, nhị tiểu thư, người cởi y phục trên người xuống đổi cho nô tỳ. Lời này vừa nói ra, Tần Thư Giao lập tức kinh ngạc nhìn về phía nàng, không nghĩ tới Bạch Linh là một nô tài trung thành, chỉ là tình hình hiện tại, cho dù bọn họ đổi thân phận, những người áo đen này cũng muốn đuổi tận giết tuyệt, cho nên Tần Thư giao lập tức lắc đầu nói, đừng làm loại chuyện ngu ngốc này, ở đây chỉ có một cửa ra. Chúng ta đều trốn không thoát, Bạch Linh lại chỉ vào cách đó không xa nói, lúc trước nô tỳ đã tới đây vài lần, lão phu nhân lại thích ngắm những đóa hoa phù dung, cho nên biết không xa có một lỗ nhỏ, vừa vặn người bò qua được, đó chính là lỗ chó. Tần Thư giao biết hiện tại không phải thời điểm soi mói lập tức nói với bạch linh vậy chạy nhanh đi dẫn đường đừng làm những việc ngu ngốc đối với nô tài trung thành như vậy tần thư giao còn muốn giữ lại cho tần khả cầm dùng bạch linh lập tức dẫn đường ở phía trước may mắn phù dung viên này rất lớn đường lại gấp khúc lúc này đúng lúc hoa phù dung nở những lá cây và hoa chồng lên nhau ngăn bọn họ lại tần thư giao gắt gao lôi kéo tay tần khả cầm chạy không ngừng về phía trước nhưng thân thể của tần khả cầm yếu ớt vừa rồi lại ngã một cái, lúc này lại chạy thì không có nhiều sức lực như vậy, tỷ tỷ, tỷ thả muội ra. Cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ cùng chết đấy, tần thư giao nhíu chặt hai hàng lông mày, đừng nói những lời ngu ngốc này, chạy nhanh đi, may mắn lỗ chó kia cách bọn họ không tính quá xa, chạy một lát liền đến. Trước tiên tần thư giao để tần thả cầm chui vào trước. Sau đó bản thân mới chui vào, nhưng mà giờ phút này cách đó không xa đã vang lên tiếng kêu la, Tần Thư Giao biết những người áo đen này đã đuổi theo mọi người rồi, mà những bà tử và nha hoàng kia cũng đã bị dọa cho bể mật, thất thanh kêu to cứu mạng. Tần Thư Giao hô to không tốt, sau đó nói với đám người tỉnh nguyệt đã chui ra được, chúng ta chia nhau chạy. Nói xong liền lôi kéo tay Tần Thả cầm chạy về phía đông, cho tới bây giờ Tần Thư Giao chưa từng tới nơi này, cho nên hoàn toàn không biết đường. Chỉ dựa vào cảm giác của chính mình chạy không ngừng về phía trước. Ngay sau đó tiếng khóc la càng lúc càng lớn, sau đó âm thanh cũng dần dần càng nhỏ. Tần Thư Giao biết mấy người kia đã chết thảm, trong lòng nàng có chút ấy nấy, lại cảm thấy không thể không tránh được. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là có thể chạy ra khỏi nơi này, cũng hy vọng đám người tỉnh nguyệt bình an vô sự. Tần Khả Cầm sớm đã không còn sức lực, sợi tóc trên trán đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng. Nàng dùng sức bỏ tay Tần Thư Giao ra, thở hổn hển nói, tỷ tỷ, Tỷ vẫn nên chạy trước đi, tỷ kéo muội, hai người chúng ta sẽ đều mất mạng. Kiếp này Tần thư giao tuyệt đối sẽ không không quan tâm đến muội muội duy nhất của mình, nàng gắt gao nắm tay Tần Khả Cầm, đừng nhiều lời, nếu muội muốn chúng ta không có chuyện gì thì chạy nhanh cùng tỷ. Nói xong liền lôi kéo Tần Khả Cầm tiếp tục chạy về phía trước, nhưng sức lực Tần Khả Cầm cũng đã sớm cạn kiệt, hoàn toàn không động được. Tốc độ của bọn họ cũng dần dần chậm lại những người áo đen đó cũng đuổi gần tới bọn họ rồi. Chính vào lúc này chân tần khả cầm khuỵu xuống, cả người đều ngã xuống đất. Mắt thấy những người áo đen kia muốn xông lên, tần thư giao lập tức cổng tần khả cầm ở trên lưng, sau đó lại khó khăn chạy. Bởi vì kiếp trước thân thể suy yếu, kiếp này mỗi ngày tần thư giao đều đá cầu, hy vọng có thể cường tráng thân thể. Không nghĩ tới thời điểm chạy trối chết, lại có tác dụng, tỷ 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 vẫn nên thả mùi xuống còn tiếp tục như vậy, hai người chúng ta đều phải chết đấy. Tần khả cầm ấy nấy khóc nói, tần thư giao cắn răng, dùng toàn bộ sức lực chạy nhanh, nhưng lúc này nàng đã hao hết sức lực có ở trên người, hoàn toàn chạy không xa, tỷ sẽ không tham sống sợ chết để muội lại. Kiếp trước tần thư giao làm nhiều chuyện có lỗi với tần khả cầm, kiếp này cho dù nàng chết cũng muốn bồi thường tần khả cầm. Đang lúc hai người sắp tuyệt vọng, Tần Thư Giao thấy cách đó không xa có vài tên nam tử đang đứng ở đằng kia. Nàng nhìn về phía sau, những người áo đen kia đang đuổi theo sát sau lưng bọn họ. Nàng dùng sức lực lớn nhất, la lớn, cứu mạng A. Giết người, có thể là xung quanh quá mức yên tĩnh. Sau khi Tần Thư Giao hô hai câu, một gã nam tử quay đầu nhìn thấy một đám người áo đen đang đuổi theo hai nữ tử, nhịn không được cau chặt mày. Minh Phong, ngươi mang vài người đi xem chuyện gì đang xảy ra mộ thiếu dục hơi hơi nhíu mày lạnh lùng nói minh phong lập tức gật đầu mang theo vài tên thị vệ đuổi theo tần thư giao thấy có cứu binh trong lòng vui mừng một trận dưới chân cũng càng thêm có động lực mà những người áo đen phía sau không biết thân phận đối phương vẫn đuổi theo không bỏ như trước có thể là vì thấy được hy vọng có thể là vì tần thư giao thật sự đã mệt muốn chết rồi chân nàng vừa trượt tức thì hai người nàng và tần khả cầm ngã xuống đất dien com. Những người áo đen này lập tức chạy nhanh tới, do Trường Kiếm trong tay lên chém xuống. Tần Thư Giao vội vàng bổ nhào lên trên người Tần Thả Cầm, vốn tưởng rằng sẽ bị Trường Kiếm đâm vào, nhưng đợi hồi lâu trên lưng cũng không có cảm giác đau đớn. Đợi sau khi Tần Thư Giao ngẩng đầu, mới phát hiện thì ra cứu binh đã đuổi tới. Sau khi Minh Phong đuổi tới, Tần Thư Giao và Tần Thả Cầm vội vã trốn được ở một nơi an toàn thở hổn hển, nhìn hai nhóm người đang đánh nhau cách đó không xa nếu như nàng chưa từng trải qua đủ loại kiếp trước có lẽ vừa rồi nàng sẽ không có dũng khí chạy xa như vậy nhưng kiếp này nàng đã thề tuyệt đối sẽ không để cho những người đã từng khi dễ nàng hãm hại nàng lợi dụng nàng sống dễ chịu nàng nhất định phải dẫm đạp những người kia dưới chân nhất định phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại của những người kia như vậy nàng mới không ổn công sống thêm một lần sau khi bình ổn được hô hấp Tần thư dao mới ngẩng đầu thấy rõ diện mạo nam tử cách đó không xa đợi sau khi thấy rõ, Tần Thư Giao có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người cứu nàng lại là Tam Hoàng Tử. Tần Thư Giao đỡ Tần Khả Cầm, hai người chậm rãi đi tới chỗ mộ thiếu dục. Mà mộ thiếu dục luôn luôn lạnh lùng đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ, đợi đến gần Tần Thư Giao mới hơi không người, suy yếu nói, đa tạ Tam Hoàng Tử cứu giúp, nếu như hôm nay không có Tam Hoàng Tử. Sợ là lúc này hai người tỷ muội chúng ta đã sớm đi chầu Diêm Vương Điện khóe miệng mộ thiếu dục nâng lên mỉm cười, không cần khách khí như thế. Hắn dương mắt nhìn tiếng đánh nhau cách đó không xa, thực ra lúc này thắng bại cũng đã sớm phân rõ, những người áo đen kia rơi xuống hạ phong, lúc này cũng không có tâm tư chiến đấu, đều ào ào muốn chạy trốn. Nhưng Minh Phong hoàn toàn không định thả bọn họ đi, lại đánh hai ba hiệp, những người đó đều bị bắt sống. Tần Thư Giao nhìn bọn họ đều bị bắt, mới khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm tạ kính xin tam hoàng tử giúp dân nữ mang những người áo đen kia về thẩm vấn, nhìn xem ai mà ngoan độc như thế, thế nhưng muốn tính mạng của hai người tỷ muội chúng ta. Mộ thiếu dục gật đầu nói, tần cô nương không cần lo lắng, chỉ là không biết tần đại tiểu thư đắc tội người nào hay không, bằng không vì sao những người áo đen kia đuổi theo hai người không bỏ. Chương 38, may mắn được tam hoàng tử cứu giúp, nếu như nói đến người đắc tội, giờ đờ. L. Cô đờ như vậy hiện tại tầng thư giao đắc tội chỉ có ngô thị, chỉ là dù sao cũng là kế mẫu, loại chuyện trong nhà này cũng không tốt khi nói cho người ngoài nghe. Liền lắc đầu thở dài, dân nữ cũng không biết, trong ngày thường đều ở trong nhà rất ít ra khỏi nhà, nếu như không phải bởi vì lần này muốn thắp hương cầu phúc cho biểu ca, cũng sẽ không mang theo muội muội đến chùa Bạch Mã. Mộ thiếu dục lại nói, nếu đã như thế, tần cô nương vẫn nên mang theo lệnh muội đi vào trong chùa xem thương thế trước, nếu không có gì trở ngại, bổn hoàng tử phái người đưa các ngươi xuống núi, đa tạ tam hoàng tử. Tần thư giao không khách khí tiếp nhận đề nghị của mộ thiếu dục, dù sao hiện tại bọn họ có người chết có người bị thương, hơn nữa nàng cũng không biết trên đường xuống núi còn có sát thủ hay không, nếu gặp phải sợ là không có vận khí tốt như vậy, còn không bằng để thị vệ bên người mộ thiếu dục đưa nàng trở về đợi sau khi tần thư giao mang theo tần khả cầm rời khỏi một người trốn từ một nơi bí mật gần đó cười đi ra không nghĩ tới bây giờ còn có nữ tử đảm lược như vậy cũng dám liều mạng vì muội muội một màn vừa rồi khiến mọi người giật nảy mình động tác kia của tần thư giao hoàn toàn là xuất phát từ bản năng thực ra thì án theo thể lực của nàng có thể bỏ muội muội của mình xuống sau đó lại lao ra đi tìm cứu binh mộ thiếu dục nhìn bóng lưng tần thư giao đi nhẹ giọng nói có lẽ cũng là bởi vì thấy chúng ta đã chạy tới cho nên mới dám làm ra hành động như vậy hứa mậu điền lắc đầu cười nói cũng có thể chỉ là cuối cùng những người áo đen kia là ai lại đuổi theo bọn họ không bỏ nếu như không phải là bởi vì có chúng ta ở trong này sợ là tính mạng của bọn họ đã sớm mất rồi vừa rồi nàng không thấy ngươi mộ thiếu dục thu hồi ánh mắt lại nói hiện tại hoàng hậu đã có chút chờ không kịp rồi hiện tại bọn họ tính toán mượn sức của những người trương gia. Hứa mậu điền hừ lạnh một tiếng, những người trương gia đó chỉ nguyện trung thành với hoàng thượng, sợ là hoàng hậu bị dập cửa vào mặt rồi, tuy rằng là trung thần, nhưng cũng không bị chúng ta sử dụng. Ngược lại cũng là đáng tiếc. Mộ thiếu dục tiếc núi nói, đáng tiếc cũng không thể, tối thiểu bọn họ không đứng về phía hoàng hậu, bằng không chúng ta phiền toái rồi. Hứa mậu điền lại cười nói, nghe nói ngũ hoàng tử gần đây cực sủng ái tình họa trong quần phương viện nếu hoàng thượng biết chuyện này sợ sẽ tức giận hai tròng mắt mộ thiếu dục hơi hơi nheo lại hừ lạnh chính là hoàng hậu cáo trạng với hoàng thượng hiện tại phụ hoàng tuổi lớn trái lại có chút lực bất tòng tâm bên này hai người còn nghị sự sau khi tần thư giao mang theo tần khả cầm đến bên trong sương phòng trong chùa hai người các nàng mới an tâm tần thư giao không người với minh phong cảm kích nói đa tạ các vị cứu giúp chỉ là bên người ta còn có vài thị nữ không biết hiện tại tình huống của các nàng ấy như thế nào còn làm phiền các vị hỗ trợ tìm một chút minh phong được mộ thiếu dục chỉ thị bảo hắn hộ tống đám người tần thư giao cho tốt hơn nữa chuyện này cũng không tính là việc khó liền mang theo người đi tìm mục tiêu của những người áo đen kia là hai người tần thư giao cho nên không đuổi giết những thị nữ kia cho nên đám người tỉnh nguyệt cũng đều bình an vô sự chỉ là bọn họ không quen thuộc đường đi trong chùa, lại hốt ha hốt hoảng ở giữa vùng núi hoang vu cho nên bị lạc đường. Nếu không phải Minh Phong tìm được bọn họ, sợ là còn phải chờ thêm nửa canh giờ nữa mới tìm được đường ra. Tuy rằng đám người Tần Thư Giao không có việc gì, nhưng lần này hai thị vệ mang theo đều đã mất mạng, còn có hai bà tử cũng không cẩn thận bị giết. Mặt khác bọn người ngụy tử bị chút vết thương nhẹ Tần Thư Giao biết chuyện này nhất định là ngô thị gây ra, Lúc trước nàng còn không nghĩ tới lòng dạ Ngô thị độc ác như thế, sau khi trở lại Tần phủ, Tần lão phu nhân biết chuyện này, lập tức sốt ruột hỏi: "Cháu có chuyện gì không?" Tần thư giao là một tiểu thư khuê các không ra cổng chính không bước cổng phụ, lại có ai sẽ ngoan độc như thế, thế nhưng muốn đuổi tận giết tuyệt, trong lòng Tần lão phu nhân nghi hoạch, nhưng lại không dám kết luận loạn. Tần thư giao ngồi ở trên ghế tròn, thấp giọng nỉ non: "Nếu không phải là Tam hoàng tử cứu" Sợ là lúc này cháu gái cũng không thể ở trước mặt tổ mẫu hiếu kính tổ mẫu nữa rồi. Ngô thị biết tin tức cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy hai người tầng thư giao và tầng thả cầm xiêm y không sức mẻ gì, chỉ thấy trên mặt đều là nước mắt, tâm trạng trầm xuống, chỉ là trước mặt vẫn bày ra vẻ mặt lo lắng như trước. Ai u, đây là có chuyện gì vậy? Đang tốt lành đi chùa tháp hương, sao có thể xảy ra loại chuyện này? Ta còn đặc biệt phái cho con hai thị vệ mà sao lại nghe nói đều đã chết may mắn cô nương tốt không có việc gì nếu như bị tạc nhân bắt được vậy nên làm thế nào cho phải đây vẻ mặt ngô thị vừa lo lắng vừa may mắn nói tần lão phu nhân cao mày lạnh lùng nói với ngô thị ngươi là mẫu thân của bọn họ cũng nên quan tâm tuổi hai người bọn họ lại nhỏ sao chỉ phái hai thị vệ may mắn là đụng phải tam hoàng tử bằng không lúc này sợ là giao nhi nghĩ đến hậu quả tần lão phu nhân liền nhăn mặt, vẻ mặt cũng càng thêm khó coi. Ngô thị biết thân thể tần lão phu nhân không tốt, lại không thích đi lại. Bà lại mượn cớ trong phủ nhiều việc, cho nên cũng chỉ cố ý phái hai thị vệ cho tần thư giao. Còn tưởng rằng việc lần này nhất định sẽ thành, bà cũng không muốn nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần tặc nhân này với bẩn thân thể hai người tỉ muội tần thư giao. Như vậy cùng với giết bọn họ cũng không gì khác nhau, mà còn làm cho bọn họ càng thêm thống khổ chỉ là không nghĩ tới mưu kế tốt như vậy cuối cùng lại bị tam hoàng tử làm hỏng trong lòng ngô thị vừa tức vừa hận nhưng trên mặt lại không thể không biểu hiện ra lo lắng cùng may mắn tần thư giao vội vàng nói đúng vậy nếu không phải tam hoàng tử cứu giúp lúc này cũng là giữ nhiều lành ít tần lão phu nhân vê phật châu trong tay nhẹ giọng niệm một câu a di đà phật sau đó lại nói với lục ma ma ngươi đi chuẩn bị một phần hậu lễ, để ngày mai lão gia đưa cho tam hoàng tử. Lục ma ma lập tức gật đầu lên tiếng vân, sau đó liền nhỏ giọng lui xuống, tuy rằng hiện tại quốc thái dân an, nhưng bên ngoài kẻ xấu rất nhiều. Về sau không có người đi cùng các cháu quyết không thể ra khỏi phủ, tần thư giao hơi hơi vuốt cầm, lại nín khóc mỉm cười nói, tuy rằng lần này gặp loại chuyện này, nhưng tốt xấu cháu ở trong chùa cầu một cái bùa bình an vì biểu ca chỉ là vì biểu ca ốm đau không dậy nổi, lại gần đến thi hương, cho nên cháu gái kính xin lão phu nhân phái người đưa cháu đi lâm gia. Cháu cũng muốn hỏi thăm sức khỏe của biểu ca, đưa bùa bình an này cho biểu ca. Để năm nay huynh ấy có thể thi đậu tiến sĩ, bởi vì chuyện vừa rồi, cho nên tần lão phu nhân lo lắng để tần thư giao một mình ra khỏi phủ, lại không tiện kêu ngô thị đi cùng, lại nhớ kỹ trước khi lâm thị qua đời từng ở trước mặt bà tẩn hiếu, Hiện tại Lâm gia xảy ra chuyện này cũng lẽ ra nên đi nhìn một chút, nhưng tiện nói, hai ngày sau bà đi cùng cháu, xem xem thân thể của biểu ca cháu một chút. Có những lời này của Tần lão phu nhân, trong lòng Tần thư giao kiên định hơn rất nhiều. Thật đúng là nàng có chút sợ hãi lần này bản thân ra khỏi phủ, lại bị Ngô thị phái người ám sát. Chương 39: Thư giao thăm bệnh biểu ca, bởi vì Tần thư giao bị kinh hãi, tuy rằng không nghiêm trọng bằng Tần Khả Cầm, nhưng lúc này cũng đã mệt mỏi không thôi. Giờ đời L của đời Tần Lão Phu Nhân cũng chỉ muốn yên tâm, mời Phùng Thái Y bắt mạch cho Tần Thư Giao, sau khi xác định nàng không có chuyện gì, mới yên lòng để nàng trở về hình hương viện nghỉ ngơi. Sau khi Tần Lương nghe nói hai người tỉ muội Tần Thư Giao bị ám sát, đặc biệt đi hình hương viện và vinh thọ đường vấn an một phen, sau đó lại đưa lễ mà Tần Lão Phu Nhân chuẩn bị cho Tam Hoàng tử mộ thiếu dục. Tuy rằng mộ thiếu dục cảm thấy việc rất nhỏ, nhưng vẫn nhận lấy lễ vật kia. Hai ngày kế tiếp, Tần Lão Phu Nhân miễn cho Tần Thư Giao và cùng Tần Khả cầm thỉnh an, để cho hai người bọn họ ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt. Thẳng đến sau khi xác định thật sự không có gì đáng ngại, Tần Lão Phu Nhân mới mang theo hai người tỉ muội bọn họ đi lâm gia. Tần Thư Giao thật tình cảm kích Tần Lão Phu Nhân, dù sao cũng là nàng trọng sinh một lần. Kiếp trước nàng luôn lạnh lùng lạnh nhạt với Tần Lão Phu Nhân, nếu không phải là bởi vì kiếp này muốn dựa vào tần lão phu nhân có lẽ nàng sẽ không dụng tâm đối đãi tần lão phu nhân như vậy lâm gia đã suy tàn nhưng đồ cưới lâm thì lúc trước vẫn còn lưu lại ở tần gia lâm lão phu nhân không muốn lấy trở về cho dù lúc trước tần thư giao tránh mặt không gặp lâm lão phu nhân lâm lão phu nhân cũng không nghĩ tới suy nghĩ này năm đó trạch viện lâm gia cũng đã sớm bán đi hiện tại lâm gia chỉ mua một hai trạch viện nhỏ miễn cưỡng người một nhà sống trong đó. Bởi vì nể mặt tần lão phu nhân mời phùng thái y tới, cho nên lâm lão phu nhân nhìn thấy tần lão phu nhân mang theo hai cháu ngoại gái đến, cũng nhiệt tình chiêu đãi. Bà ngoại, đây là cháu và muội muội đi chùa Bạch Mã Cầu Bùa Bình An, hy vọng biểu ca có thể gặp giữ hóa lành tần thư giao liếc mắt nhìn tỉnh Nguyệt một cái. Tỉnh Nguyệt lập tức đưa Bùa Bình An đến trước mặt lâm lão phu nhân. Lâm lão phu nhân cũng nghe nói hai người tỉ muội tần thư giao đi chùa Bạch Mã, thời điểm cầu phúc vì Lâm Anh bắt gặp thích khách, lại thấy Tần lão phu nhân đặc biệt dẫn hai người tỷ muội bọn họ đến, thành kiến trong lòng đối với Tần thư giao cũng ít đi một ít. Lâm lão phu nhân tiếp nhận bùa bình an, cười yếu ớt nói, cháu còn có thể nhớ tới biểu ca của cháu, cũng chứng minh cháu có lòng. Tần thư giao hơi hơi cúi đầu, lập tức lo lắng nói, hiện tại thân thể biểu ca có khỏe không? Qua hơn một tháng là thi hương rồi, nếu còn tiếp tục như vậy hiện tại lâm gia chỉ dựa vào một mình lâm anh bách vẻ u sầu trên mặt lâm lão phu nhân ít đi nhiều hơn so với trước kia bà cười nói nhờ có lão phu nhân hiện tại đã có thể xuống giường đi lại cái này cũng chỉ là nhấc tay chi lao tiện tay cứu giúp chỉ cần anh nhi có thể khỏe lại thì tốt rồi hai người lại hàng huyên một lát tần thư giao thấy thời cơ không sai biệt lắm liền nhẹ giọng nói bà ngoại có thể cho cháu đi gặp biểu ca được không đã lâu không thấy lần này lại bỗng nhiên bệnh nặng, thật sự là lo lắng, bởi vì lần này Tần Thư Giao quả thật thành tâm, yêu cầu này cũng không quá phận. Cho nên Lâm Lão Phu Nhân lập tức gật đầu đồng ý, Tần Thư Giao đi theo một tiểu nha hoàng, đến trong phòng Lâm Anh Bách, lúc này Lâm Anh Bách đã rời giường, đang ngồi trên kháng, giường đất, cạnh cửa sổ xem sách, nhìn thấy hai người tỉ muội Tần Thư Giao đi vào có chút kinh ngạc. Tần Thư Giao hơi hơi không người, cười nói, thân thể biểu ca đã khỏe hơn chưa tần khả cầm luôn đi sau lưng tần thư giao chỉ là tính cách nàng hướng nội theo tần thư giao không người liền trốn luôn sau lưng tần thư giao lâm anh bách lập tức cúi chào tức cao giọng nói đa tạ biểu muội quan tâm hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều lập tức nói với nha hoàng dẫn đường cho tần thư giao hoàng nha ngươi đi pha ấm trà đến đây sau khi tần thư giao vào phủ liền phát hiện lâm gia chỉ có ba bốn nô tài không phải tuổi đã quá già, chính là tuổi quá mức non nớt. Hoàng gia này cũng chỉ mới 11 hai tuổi mà thôi, may mắn làm việc coi như là lưu loát, biểu muội mời ngồi. Lâm Anh bách bước từ trên kháng xuống, đưa cho hai người Tần Thư Giao và Tần Khả cầm mỗi người một ghế tròn. Tần Thư Giao cũng không phải khách khí, ngồi xuống, cười yếu ớt nói, đã lâu chưa đến thăm biểu ca, không nghĩ tới biểu ca vẫn cần mẫn như thế. Tuy rằng bệnh đã tốt không sai biệt lắm, nhưng sắc mặt lâm anh bách vẫn còn có chút tái nhợt như trước bởi vì bị bệnh nhiều ngày lâm anh bách cũng bỏ quên rất nhiều bài học thừa dịp hiện tại thân thể tốt hơn một chút lâm anh bách liền nắm chắc đọc sách tần thư giao nhìn thoáng qua quyển sách trên kháng kia lại nói lúc trước nghe nói biểu ca bị một loại quái bệnh muội và cầm nhi thật sự lo lắng hiện tại nhìn thấy biểu ca đã bình yên vô sự cũng yên tâm chỉ là không biết vì sao biểu ca bỗng nhiên ốm đau không dậy nổi mục đích lần này tần thư giao đến là vì tìm hiểu nguyên nhân lâm anh bách bị bệnh tuy rằng nàng hoài nghi ngô thị gây ra thế nhưng không thể khẳng định chắc chắn hơn nữa ngô thị chỉ muốn trừ bỏ nàng sao bỗng nhiên đánh chủ ý lên lâm gia lâm anh bách khẽ thở dài ta cũng không biết vì sao vài ngày trước chẳng qua là ra ngoài du ngoạn cùng bằng hữu vài ngày sau khi trở về liền ốm đau không dậy nổi mấy ngày này làm hại tổ mẫu và mẫu thân đều không có một giấc ngủ ngon hiện tại lâm gia cũng chỉ có ba người cô nhi quả phụ bọn họ bởi vì lúc trước lâm gia phạm vào sai lầm cho nên bị tịch thu khi đó chính tần gia đã vạch rõ giới tuyến với lâm gia cho nên thời điểm tần thư giao tránh mặt không gặp lâm lão phu nhân đám người tần lương cũng không trách cứ chỉ là sau này mới biết được thì ra lâm gia bị người đổ tội hoàng thượng cũng trả lại bọn họ một thân trong sạch đai n giang l e cu, y, dê con chỉ là lâm lão thái gia bởi vì tuổi tác đã cao, lúc trước bị người hãm hại sau liền bệnh chết, mà lâm lão gia không chịu được gian khổ trong ngục, lại trong lòng buồn bực, cuối cùng cũng chết ở trong ngục. Đợi đến thời điểm hoàng thượng điều tra rõ chân tướng, lâm gia chỉ còn lại hai nữ nhân và một lâm anh bách không đến 10 tuổi. May mắn lâm anh bách biết chuyện lại có chí tiến thủ, sau khi được hoàng thượng trả lại trong sạch cho lâm gia, liền thi đậu tú tài tần thư giao suy nghĩ lại nói biểu ca có nhớ được đã đi qua chỗ nào lại ăn qua cái gì không lâm anh bách trầm tư một lát nói chẳng qua là đi phụ cận kinh thành du ngoạn một phen về phần ăn gì đó càng nhớ không được chỉ nhớ rõ cuối cùng vào lai phút lâu ở kinh thành uống mấy ngụm trà kế tiếp liền bệnh nặng không dậy nổi thực ra lâm anh bách cũng hoài nghi có phải có người cố ý hạ độc hay không chỉ là rất nhanh hắn liền phủ định hoài nghi này dù sao lâm gia đã suy tàn trong ngày thường hắn xử sự dè dặt lại cẩn thận, hoàn toàn là không đắc tội người khác, lai phúc lâu. Huynh xác định. Tần Thư Giao nghe vậy trong lòng cả kinh, quả nhiên chuyện này có liên quan đến ngô thị, Lâm Anh bắt cực gật đầu, sau đó nghi hoặc nói, có vấn đề gì sao? Tần Thư Giao lập tức lắc đầu cười nói, không có vấn đề gì, chỉ là vừa rồi ở trên đường tới đây muội cũng thấy khách điếm này. Thực ra Tần Thư Giao biết Lai Phúc Lâu là sản nghiệp dưới danh nghĩa của Ngô Thị, chỉ là người ngoài không biết. Sau khi trở về từ Lâm Gia, Tần Thư Giao cảm thấy Ngô Thị bày ra ván cờ này tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế. Nàng và Tần Khả Cầm cũng không bị thích khách giết chết, kế tiếp Ngô Thị tuyệt đối còn có hành động khác. Chương 40, Thư Giao dùng kế cứu tổ mẫu, bởi vì Tần Lão Phu Nhân phái người mời Phùng Thái Y chữa bệnh cho Lâm Anh Bách, hiện tại bệnh của Lâm Anh Bách cũng khỏi hẳn cho nên hai ngày sau đó lâm lão phu nhân đặc biệt đến nhà nói lời cảm tạ tần lão phu nhân. Tính tình của hai người tần lão phu nhân và lâm lão phu nhân đều có chút tẻ nhạt, thế nhưng vẫn trò chuyện với nhau thật vui. Bởi vì tần thư giao đi phủ trưởng công chúa nên không ở trong phủ, bởi vì uống hơi nhiều trà, lâm lão phu nhân quá mốc nên đi vệ sinh. Tần lão phu nhân phái quế hương mang lâm lão phu nhân đi nhà xí, nhưng mới đi được một nửa đã bị một nha hoàng khác lao tới không cẩn thận làm nước nóng đang cầm trong tay hất lên trên người quế hương nha hoàng kia biết phạm vào sai lầm lại thấy một nha hoàng khác đi qua liền cầu xin nha hoàng kia đưa lâm lão phu nhân đi nhà xí mà nàng mang theo quế hương trở về phòng thay quần áo tuy rằng lâm lão phu nhân cảm thấy có chút nghi hoặc nhưng lại không để ở trong lòng đi theo nha hoàng kia đi nhà xí lại đi được một đoạn đường nha hoàng kia lại lấy cớ có việc vội vội vàng vàng rời đi lâm lão phu nhân càng cảm thấy không hiểu cũng biết sự dơ bẩn trong trạch viện rất nhiều cho nên liền dựa vào trí nhớ của chính mình đi hướng vinh thọ đường ai biết mới đi một nửa lại có một nha hoàng bất thình lình đi ra cuối người thi lễ với lâm lão phu nhân nói lão phu nhân để nô tì tìm cực khổ quá cô nương nhà chúng nô tì chờ ngài ở phía trước nói là có cái gì đó muốn đích thân đưa cho lão phu nhân lâm lão phu nhân hít mắt nhìn thấy người nha hoàng trước mắt này hình như là hầu hạ bên người tần thư giao, nhân tiện nói, giao nhi. Nó tìm ta có chuyện gì, trà hương luôn hơi cúi đầu, dòng giả nói, cô nương nhà chúng nô tỳ nói, lúc trước tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cho nên muốn gặp mặt lão phu nhân tạ lỗi, trà hương thấy lâm lão phu nhân không tin, lại nói, cô nương nói phu nhân từng lưu lại cho ngài ấy một vài thứ, bây giờ ngài ấy muốn tự tay giao cho lão phu nhân trà hương nói phu nhân đó chính là lâm thị lâm lão phu nhân vốn không muốn đi nhưng nghe câu đó cũng có chút dao động dù sao lâm thị đi sớm nhất lâm lão phu nhân lại đau lòng nữ nhi nhỏ này của bà nhất trà hương thấy lâm lão phu nhân dao động thì lại nói cô nương nhà chúng nô thì nghe nói lão phu nhân đã tới nên vội vàng trở về từ phủ trưởng công chúa lúc này đã chờ ở phía trước cách đó không xa vẫn là lão phu nhân nên chạy nhanh đi thôi nếu đến lúc đó bị nhiều người thấy sẽ không tốt lắm. Lâm lão phu nhân cũng biết tình cảnh Tần thư giao ở Tần gia, cũng biết tuổi nàng còn nhỏ mà muốn kiếm sống ở dưới tầm mắt mẹ kế cũng cực kỳ không dễ, cho nên cũng không do dự, đi theo trà hương đi hướng tây. Quả thực Tần thư giao về tới Hinh Hương viện trước thời gian, lục trúc nhìn thấy Tần thư giao trở về, liền vội vàng nói chuyện vừa rồi cho Tần thư giao nghe. Lúc này Tần thư giao mới hiểu được, cuối cùng Ngô Thị muốn làm cái gì? nàng vội vội vàng vàng kêu đám người lục trúc, cúng quyết chạy tới tịch lạc viện đổ nát ở phía tây, vừa vặn nhìn thấy hai bà tử hai tay cầm theo bao tải ném vào trong hồ nước, tần thư giao lập tức hô to, người đâu, bắt kẻ trộn, hai bà tử kia hoàn toàn không ngờ giờ phút này sẽ có người vọt vào đến, hai người giật nảy mình, lập tức bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Tỉnh Nguyệt và Ngụy Tử luôn đuổi theo hai bà tử kia, Tần Thư Giao liều lĩnh nhảy xuống hồ nước, may mắn nơi bọn họ ném không sâu, hơn nữa Tần Thư Giao cũng cứu kịp thời, hơn nữa bên người còn có lục chút hỗ trợ với nhau, hai người cùng nhau mang bao tải kia lên trên bờ, lại cởi bỏ dây thừng. thế nhưng thật sự thấy Lâm Lão Phu nhân bị trói ở bên trong bao tải, chỉ là lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Tần Thư Giao biết chuyện này là chuyện trọng đại, hiện tại sợ là trà hương đã trở về phục mệnh, nàng vốn muốn giữ trà hương lại còn có chỗ hữu dụng, không nghĩ tới trà hương lại không biết hối cải may mắn nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lại sau một lúc lâu, tỉnh Nguyệt và Ngụy Tử bắt được một bà tử. Ngụy Tử cảm thấy lập công lớn, vẻ mặt kiêu ngạo nói, thối bà tử này lại còn muốn trốn, may mắn buổi sáng nô tỳ đã làm một cái bẫy ở trên đường, bà ta không đề phòng vấp phải dây thừng kia. Tần Thư Giao cười lạnh nhìn người bà tử trước mắt này, sau đó nói với Ngụy Tử, nhét bà ta vào trong bao tải, sau đó cột lại, ném vào trong hồ bà tử kia đã sớm bị hai người tỉnh nguyệt và ngụy tử làm cho im miệng, lúc này hoàn toàn kêu không ra tiếng. Nghe thế chỉ có hoảng sợ trừng lớn mắt không ngừng lắc đầu, tần thư giao biết bọn họ rất nhanh sẽ tới, sau khi nhét bà tử kia vào bao tải, liền lập tức ném vào trong hồ nước, mà tần thư giao lại ra lệnh cho vài nha hoàng cùng giúp đỡ nàng mang lâm lão phu nhân về hinh hương viện, bởi vì đường bọn họ đi cực ít có người qua lại, cho nên dọc theo đường đi cũng không đụng phải những người khác. Đợi sau khi Tần Thư Giao sắp xếp cho Lâm Lão Phu Nhân thỏa đáng, nhà hoàng sang hô bên người Ngô Thị cũng đến trong viện truyền lời. Đại Tiểu Thư, Phu Nhân phái người mời chúng ta đi tịch lạc viện. Tuy rằng việc vừa rồi đến quá mức đột ngột, cho nên đám người tỉnh Nguyệt đều còn chưa phục hồi tinh thần lại. May mắn vài ngày nay tính cảnh giác của Tần Thư Giao rất mạnh, hôm nay thời điểm ra khỏi phủ đặc biệt để lục trúc ở trong sân canh chừng bảo nàng ta nếu nhìn thấy lâm lão phu nhân có đến thì lập tức phái người báo cho nàng biết quả nhiên ngô thị đã không chịu nổi nữa lại nghĩ ra biện pháp độc ác đến như vậy trong phủ không ít người đều biết quan hệ giữa tần thư giao và lâm lão phu nhân không được tốt lắm tuy rằng vài ngày trước tần thư giao đặc biệt vì lâm anh bách đi bạch mã tự cầu bùa bình an nhưng vẫn có không ít nô tài lén lút thảo luận tần thư giao chướng mắt thân thích lâm gia nghèo nàng này mấy tin tức này tần thư giao tự nhiên biết là ai thả ra chỉ là nàng không ngăn cản những ý kiến đó ngược lại để đám người tỉnh nguyệt lại nhân cơ hội thả ra ngoài tin tức khác tần thư giao để hai người tỉnh nguyệt và lục trúc ở lại trong sân nhìn lâm lão phu nhân sau đó mang theo ngụy tử cùng đi đến tịch lạc viện lúc này tịch lạc viện cũng đã sớm vây đầy người không chỉ có ngô thị ngay cả tần lão phu nhân và tần lương cũng đều ở đó mà trà hương cũng đã sớm quỳ gối giữa bọn họ tần thư giao ra vẻ hốt ha hốt hoảng đi đến cũng không dám nhìn thẳng vào đám người ngô thị chỉ luôn khẩn trương nắm chặt khăn vừa rồi bà ngoại cháu đến đây chỉ là ở chỗ ta uống hơi nhiều trà liền đi nhà xí một chuyến nhưng ai biết đi lâu như vậy còn chưa thấy người nha hoàng bên cạnh cháu nói là cháu mời bà ngoại cháu đến nơi này tần lão phu nhân không tin lời trà hương nói nhưng nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt lại sợ hãi của tần thư giao lúc này thì thật sự có vài phần tin ngô thị nhíu chặt hai hàng lông mày một bộ dạng tận tình khuyên nhủ nói ta biết con không thích bà ngoại con nhưng con cũng không thể nhẫn tâm như vậy tần thư giao ra vẻ kinh ngạc nhìn ngô thị lại một câu cũng không nói ngô thị thấy nàng như thế lại nói vừa rồi con có gọi bà ngoại con tới nơi này tần thư giao nghe vậy lập tức hoảng sợ ngẩng đầu sau đó lại vội vàng lắc đầu